viêm tai, ù tai, ngứa tai thì các anh chị em chúng ta đừng bỏ qua cái video này nhé. Em nhỏ mấy ngày rồi? Em nhỏ đây ngày thứ hai. Em nhỏ cái còn thông được cả mũi luôn đấy. Đấy. Anh chị ơi, đây là bạn Trần Văn Hoài đây này, bạn ấy bị vấn đề về tai. Nhưng mà mình luôn trước em bị khó chịu như thế nào? Đâu vào sướng lắm. Dạ. Cái tai của em dấu hiệu như thế nào? Mỗi lần em ốm là nó cứ kéo tai, nó như kiểu nó ù với hay là nó như của mình ngứa. Hay bị ngứa. Ngứa đấy, nó như kiểu có giấy ngứa. Ừ. Nhưng mà nhỏ cái này cái mà thông được cả mũi. Ê. Thật đấy. Ê, con chị đấy, cái thằng sóc nó nhỏ có chưa đầy một viên mà nó khỏi tịt viêm tai giữa được khoảng gần năm đây rồi. Nếu mà ai bị ù tai, bị nhức tai nhỏ cái này thì cũng tuyệt vời luôn. Chị có nhiều cách mà, ngay hôm nay như cả chị Thoa đấy. Dễ chịu lắm. Chị Thoa chị khỏi viêm tai giữa đây. Nhưng mà thường là em nhỏ hai tai hay em nhỏ một tai? Em nhỏ cả hai chứ. Thì cái này phải chờ khoảng 2-3 phút để cho nó ngấm đi đã. Nó thuốc nó là vào việc, làm việc cái nó vào đến đâu nó biết ngay đấy. Hay là mới nhỏ bắt đầu từ ngày hôm qua? Vâng, từ ngày hôm qua. Hôm nay là nhẹ hết tai rồi, tai nhẹ. Ừ. Bởi vì không còn ù, không còn ngứa. Ừ. Chắc là em bị tai kiểu nó dùng tay ướt ra là cũng bị viêm tai nữa. Ừ. Ốm mình ngạt mũi nhiều là nó kéo lên tai. Đấy, nhỏ đều. Hôm tới mà nhỏ khỏi thì nhớ làm lại video để mà chia sẻ cho bà con nhé. Em nghĩ chắc chỉ 2-3 ngày, 3 ngày là nhanh lắm, con được chị còn chưa hết một viên đấy. Chưa hết một viên tiêu viêm đây. Đấy, một viên là một nọ này. Em hòa có nửa viên đấy chứ. Ừ. Để nhỏ mũi, nhỏ tay. Đây, mình cần nhỏ thêm mấy giọt ở họng nữa là hết cả cái họng luôn. Ừ. Gần mình luôn. Tiêu viêm ấy, tiêu viêm. Anh chị thấy không? Quá là tuyệt vời luôn. Đấy, tính nhỏ mấy giọt để ngậm. Nhưng mà lần sau ngậm cả họng đi cho nó được nhiều. Đấy, chị thấy không? Quá là tuyệt vời đấy, tiêu viêm. Tiêu viêm là cứ viêm đâu điều trị đấy. Và đối với bản thân Duyên thì đã điều trị cái tiêu viêm này, chữa viêm tay giữa cho bạn nhỏ nhà mình đã khỏi được gần một năm nay rồi. Đấy, thì ngày hôm nay em Hoài đã chữa. Tuyệt vời quá.